Thương hiệu nữ trang Somi đang quay trở lại cùng VTV Hyundai Home Shopping và tất cả chị em phụ nữ khi chúng ta có ngay một bộ nữ trang mạ vàng cao cấp với những viên ngọc trai nhân tạo và bên cạnh đó là còn kết hợp thêm những viên đá Swarovski sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn, đồng bộ với nhau từ mặt dây chuyền này quý vị. Bên cạnh đó là còn có thêm một đôi hoa tai giúp làm bừng sáng cho khuôn mặt của mình và không quên điểm xuyết ngay trên đôi bàn tay của mình thêm một chiếc nhẫn nữa. Rất là đẹp mắt đúng không ạ? Thiết kế tuy đơn giản nhưng sự đơn giản thì không bao giờ lỗi mốt các chị em nha. Với bộ nữ trang mạ vàng cao cấp của thương hiệu Somi ngày hôm nay, chúng ta có thể dễ dàng kết hợp được với rất nhiều trang phục luôn. Từ những bộ trang phục công sở khi chúng ta mặc đi làm nè, những chiếc đầm ôm vào cơ thể của mình, hay là những khi mà chúng ta cần đi dự tiệc, nổi bật ở những đêm tiệc, hoặc là những khi mà chúng ta mặc những bộ áo dài sang trọng, thì mình cũng có thể phối hợp ngay với bộ nữ trang mạ vàng cao cấp của thương hiệu Somi. Cùng với việc làm mạ vàng cao cấp và có những viên ngọc trai nhân tạo sáng lấp la lấp lánh cùng với những viên đá pha lê Swarovski nữa, giúp cho mình có thể tỏa sáng mọi lúc mọi nơi các chị em nha. Hoàn thiện cho bề ngoài của chúng ta, bên cạnh những bộ trang phục phù hợp thì cần phải có ngay những bộ nữ trang thật sự phù hợp với độ tuổi cũng như là cá tính của mình. Quý vị mua sắm ngày hôm nay mức giá sẽ còn rất là đặc biệt luôn, khi mà chúng ta chỉ cần đầu tư là 799.000 đồng có ngay bộ nữ trang mạ vàng đến từ thương hiệu Somi và được nhận tặng thêm một chiếc lắc tay mạ bạc rất là xinh xắn và trẻ trung nữa, dành tặng đến cho những người phụ nữ bên cạnh mình các chị em nha. Nhanh chóng theo dõi chương trình và đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. Sở hữu ngay bộ nữ trang Somi, chất liệu mạ vàng cao cấp, ngọc trai nhân tạo và pha lê Swarovski lấp lánh và sáng bừng ở từng góc nhìn. Xin được gửi lời chào đến các chị em phụ nữ thân thương của VTV Hyundai Home Shopping. Các chị em thân mến, khi mà chúng ta lựa chọn một bộ trang sức để vào trong cái tủ của mình á, thì chúng ta sẽ lưu tâm về những điểm như thế nào ạ? Đầu tiên là trong bộ trang sức này nó sẽ có những món như thế nào để chúng ta từ đó có thể là luân phiên sử dụng, hoặc là có thể là sử dụng cùng một lúc cả bộ, nhưng mà nó không bị quá phô trương phải không ạ? Nó vẫn tôn lên được nét đẹp nằm ở phần hoa tai của mình nè, hay là nằm ở phần cổ của mình, và đặc biệt nữa cả là ở cả ngón tay của mình nữa. Đôi khi nhất là các chị em phụ nữ là vẫn còn đang đi làm chẳng hạn, thì mỗi lần mà chúng ta giơ tay ra để bắt tay người đối diện, nếu như mà trên những ngón tay của mình có những cái chiếc nhẫn phù hợp, những cái món trang sức phù hợp, thì chắc chắn là cũng tôn lên không chỉ là nét đẹp của mình đúng đâu, mà còn tôn lên cả cái sự quyền lực và cái sự thu hút của chính bản thân mình nữa. Do đó những cái món nữ trang mà nó được lựa chọn để đồng hành cùng với các chị em phụ nữ không chỉ là một vài dịp mà lâu dài đó quý vị, thì nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng luôn. Do đó các chị em phụ nữ cũng đưa ra rất là nhiều những cái yêu cầu khe khác dành cho những bộ nữ trang này, và đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping đã nhiều năm nay rồi, thì những bộ nữ trang đến từ thương hiệu Somi rất được lòng các chị em phụ nữ khác. Còn nếu như mà chúng ta nằm trong nhóm đối tượng là chưa kịp sở hữu bộ trang sức nào từ thương hiệu Somi, thì ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu thử xem là cái bộ trang sức này nó có hợp ý với mình hay không nhé. Và Trinh nghĩ rằng nó rất là phù hợp với lại nhiều chị em phụ nữ của mình luôn đó Khanh nè. Ví dụ như Khanh có một bộ trang phục là những chiếc áo mà chúng ta mặc đi làm, đi công sở, đi dự tiệc ha, hoặc là chúng ta có những chiếc áo mà nó hai dây hoặc nó hở cái phần vai phần cổ của mình, thì chúng ta vẫn có thể là tự tin diện ngay bộ trang sức mạ vàng cao cấp của thương hiệu Somi, đồng bộ từ hoa tai nha quý vị, đến cả mặt dây chuyền nè, và cả thêm một chiếc nhẫn xinh xắn làm nổi bật cho bàn tay của mình nữa, kết hợp cùng với những viên ngọc trai nhân tạo cao cấp và những viên đá pha lê Swarovski, nó sẽ làm cho sản phẩm của chúng ta là sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn luôn. Thế nhưng điều mà chúng ta thường hay quan tâm là chúng ta mua sắm với mức giá như thế nào là hợp lý đúng không quý vị? Thì ngay bây giờ hãy cùng nhìn trọn một bộ luôn các chị em nha. Vừa có dây chuyền dài, vừa có hoa tai nè, vừa có mặt dây chuyền và thêm cả một chiếc nhẫn xinh xắn nữa, và được mạ vàng cao cấp quý vị nha. Nhưng mức giá của thương hiệu Somi cùng với VTV Hyundai Home Shopping chỉ là 799.000 đồng mà thôi ạ. Ngoài ra có thêm quà tặng cho quý vị nữa. Quà tặng của chúng ta là thêm cả một chiếc lắc tay mạ bạc xinh xắn như thế này, với kiểu dáng rất là thời trang luôn. Và với lắc tay của chúng ta nha các chị em ơi, mình có thể là chúng ta hả kết hợp với lại những chiếc váy đầm nè, hay là những bộ trang phục năng động trẻ trung, đều có thể là dễ dàng sử dụng luôn. Riêng quà tặng của mình thôi cũng đã rất là đẹp mắt rồi đó quý vị. Tuy nhiên quà tặng đi kèm với lại bộ trang sức ngọc trai của chúng ta đó quý vị ạ, thì nó rất là có hạn mặt số lượng, cho nên là ngay bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping để được nhận ngay trọn bộ sản phẩm này về tận nhà cho mình và miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Sở hữu ngay bộ nữ trang Somi với chất liệu mạ vàng cao cấp, ngọc trai nhân tạo kết hợp cùng pha lê Swarovski lấp lánh và sáng bừng ở từng góc nhìn. Và bên cạnh đó thì với mức giá đặc biệt ưu đãi cho bộ sản phẩm ngày hôm nay, với bộ nữ trang mạ vàng đến từ thương hiệu Somi, nhập khẩu từ Hồng Kông, Trung Quốc quý vị nha, trọn bộ là 799.000 đồng thưa quý vị, tặng cho quý vị thêm một chiếc lắc tay mạ bạc rất là xinh xắn nữa. Đây thật sự là một món quà ý nghĩa dành cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Bộ nữ trang mạ vàng cao cấp từ thương hiệu Somi thể hiện được vẻ đẹp giản
giản đơn, dịu dàng và đầm thắm của người phụ nữ Á Đông mang đến phong cách sang trọng, quý phái cho người sở hữu, ấn tượng hơn, độc đáo hơn với thiết kế xoắn ốc riêng biệt. Và với bộ nữ trang mạ vàng cao cấp của thương hiệu Xiaomi, trọn bộ sản phẩm của mình sẽ bao gồm là một dây chuyền nè quý vị, một mặt dây chuyền, một đôi bông tai và cả một nhẫn đồng bộ thiết kế với nhau luôn, được đúc nguyên khối quý vị nha, từ đó làm tăng tính thẩm mỹ và có độ bền cao trong suốt quá trình mà chúng ta sử dụng. Đường kính của vòng nhẫn là 16,5mm, còn dây chuyền được thiết kế hiện đại, tinh xảo với chiều dài là 40cm. Mặt dây chuyền, bông tai và nhẫn đều được đính ngọc trai nhân tạo và kết hợp cùng những viên đá pha lê Swarovski sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn khác nhau. Quà tặng hấp dẫn cho lần mua sắm này là một lắc tay mạ bạc thời trang gồm nhiều hạt pha lê đỏ và chất liệu mạ bạc kết hợp với nhau, phụ kiện ấn tượng giúp gia tăng nét đẹp cho trang phục thời trang trẻ trung lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay trước khi chúng ta đang theo dõi chương trình và quyết định đặt hàng các chị em nha. Sở hữu ngay bộ nữ trang mạ vàng cao cấp đến từ thương hiệu Xiaomi, một thương hiệu nữ trang đã rất là quen thuộc cùng VTV Hyundai Home Shopping ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng rồi. Quý vị hãy cùng nhìn xem ở đây, mình sẽ có là những viên ngọc trai nhân tạo được kết hợp cùng với lại những viên đá pha lê Swarovski nữa, thiết kế đồng bộ với nhau luôn, từ đó làm tăng tính thẩm mỹ cho trọn bộ sản phẩm của mình, đồng thời là cả phần nhẫn nè quý vị, phần mặt dây chuyền nè, được đúc liền nguyên khối luôn, nó làm tính thẩm mỹ cao hơn cũng như tăng thêm độ bền trong suốt thời gian mà chúng ta sử dụng. Và với bộ nữ trang này đây, mình có thể tự tin nha, phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau luôn, từ những bộ trang phục công sở khi mà chúng ta mặc đi làm nè, đi họp nè, đi gặp đối tác khách hàng của mình, hay là những bộ trang phục mà chiếc áo đầm nó hở phần vai, nó hở phần cổ của mình khi mà chúng ta đi dự tiệc đó quý vị, hoặc đối với những người phụ nữ như là mẹ của mình nè, bà của mình nè, có thể là mặc những chiếc áo dài trơn phần cổ của mình đây, thì mình có thể điểm xuyết thêm sự lấp lánh từ những viên đá pha lê Swarovski cùng với là những viên ngọc trai nhân tạo trong bộ sản phẩm ngày hôm nay các chị em nha, để từ đó thì mình thêm tự tin hơn trong suốt những hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện luôn. Đồng thời đó quý vị, mua sắm nhanh chóng lên ạ, bởi vì khi mà chúng ta mua sắm ngay bây giờ trong chương trình ngày hôm nay với mức giá chỉ là 799.000 đồng, mình còn được nhận tặng thêm đó chính là một chiếc lắc tay mạ bạc rất là nổi bật và xinh xắn như thế này luôn. Tuy nhiên quà tặng số lượng có hạn đi kèm, quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng cùng VTV Hyundai. Các chị em phụ nữ thân mến, quay trở lại cùng với lại câu chuyện lựa chọn những món trang sức mà sẽ đồng hành cùng với mình trong rất là nhiều dịp khác nhau. Thì Kiều Khanh nghĩ rằng là những cái món trang sức á, mỗi món nó lại tùy theo cái chất liệu của nó mà nó sẽ có những cái điểm độc đáo nhất định, đúng không Trinh? Ví dụ như là bộ trang sức ngày hôm nay với chất liệu đó chính là mạ vàng cao cấp quý vị nha, kết hợp cùng với ngọc trai nhân tạo và đính kết trên đó là những cái hạt pha lê Swarovski lấp lánh nữa, thì mỗi cái chi tiết như vậy nó lại làm nên một cái điểm độc đáo khác nhau. Ví dụ như là chất liệu màu vàng, thực ra là cái màu vàng hoàng kim luôn luôn là biểu tượng cho sự sang trọng nè, và một cái sự quyến rũ rất là nhiều ẩn ý ở các chị em phụ nữ. Và Kiều Khanh nghĩ là không ít các chị em phụ nữ vẫn luôn lựa chọn những cái món trang sức mà có màu vàng hoàng kim như vậy, bổ sung vào cái tủ trang sức của mình đó Trinh. Mặc dù đúng là không có cần là quá nhiều, chỉ cần một hai món chất lượng thôi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sở hữu được những cái món trang sức mà đúng ý của mình á, thì cái màu vàng nó không có quá gắt nữa nha, nó vẫn thể hiện được cái sự trang trọng. Và bên cạnh đó nữa là nó cũng bảo chứng như việc là chất lượng của những cái món trang sức này nó cũng không hề thấp kém một tí xíu nào hết. Bên cạnh đó là những cái viên ngọc trai nhân tạo đó Trinh. Thực ra là yêu thích những cái viên ngọc trai thì Kiều Thanh nghĩ là chắc là nhiều lắm, nhưng mà không phải là ai cũng thích là chỉ có một cái viên ngọc trai không, thì nhiều khi nó cũng hơi đơn điệu, đúng không rồi. Nó không làm bật lên được, đặc biệt là trong những cái bữa tiệc mà ở xung quanh có rất là nhiều những cái ánh đèn ha. Mình mặc một cái bộ trang phục mình muốn làm tôn bản thân của mình lên nhiều nhất có thể. Tuy nhiên là cái món trang sức chỉ có một cái viên ngọc trai thôi, nó hơi đơn điệu, nó cũng không có khả năng bắt sáng bằng với các loại đá khác hay là đối với lại các loại kim loại quý khác. Thì ngày hôm nay là chúng ta có sự kết hợp giữa ba cái yếu tố rất là quan trọng luôn. Đầu tiên là mạ vàng rồi nè, thứ hai là có ngọc trai luôn rồi nè, thứ ba rồi có thêm những cái viên Swarovski lấp lánh như vậy nữa. Thì từng viên đá pha lê Swarovski nó giống như là từng một cái bóng đèn nhỏ nhỏ đó Trinh, nó chiếu xung quanh, nó tôn lên cái viên ngọc trai nằm ở giữa, đúng không? Và vô hình chung á là làm cho mình, cho dù là cái món trang sức của bộ sưu tập đến từ Xiaomi ngày hôm nay, cho dù nó nằm ở đâu, nằm ở trên ngón tay như Kiều Khanh nè, hay là ví dụ như nằm ở mặt dây chuyền, chúng ta chỉ cần là đeo một
chiếc dây chuyền ở trên cái mặt áo như thế này thôi, là bỗng nhiên là khi mà những cái ánh đèn chiếu vào đó là nó tự động nó đã lấp lánh rồi, quý vị có thấy không ạ? Như đúng vậy rồi, là chúng ta sẽ dễ dàng trở nên nổi bật, nhưng mà không hề quá phô trương như Trinh nha. Chính xác, rất nổi bật mà một cách tự nhiên luôn. Và Trinh thấy rằng hôm nay tuy Khanh mặc một chiếc áo đầm màu đen rất là đơn giản như vậy, nhưng mà Trinh thấy được là khi mà cái phần cổ áo đó Khanh mình có một cái sợi dây chuyền mạ vàng màu vàng hoàng kim cùng với là những viên ngọc trai đó quý vị, và chưa kể là những cái viên đá pha lê Swarovski lấp lánh nữa, thì tất nhiên là quý vị thấy là bộ trang phục của Khanh nó cũng nổi bật hơn hẳn, đúng không ạ? Hoặc là khi mà chúng ta chọn lựa những bộ trang phục mà nó hở cái phần vai phần cổ của mình nè, khi chúng ta đi dự tiệc nè đó. Bây giờ quý vị thấy nha, Trinh đang diện ở đây là bộ nữ trang mạ vàng cao cấp của thương hiệu Xiaomi, đồng bộ là từ hoa tai của mình luôn đến cả là phần sợi dây chuyền dài nè, với độ dài là 40 cm, mình dễ dàng tăng giảm chiều dài thêm 5 cm nữa, và thêm là cả cái phần mặt dây chuyền của chúng ta nữa đó các chị em ạ. Chưa kể là quý vị thấy ở đây nha, đó Trinh thích lắm luôn á, khi mà chúng ta là bắt tay người đối diện nè, chúng ta cầm nắm vật dụng nè, hay là chúng ta vuốt tóc như thế này, thì mình cũng thấy là cái phần tay của mình cũng sẽ nổi bật hơn, nó đẹp hơn nhờ vào chiếc nhẫn đồng bộ với hoa tai với lại cả mặt dây chuyền của chúng ta nữa. Và viên ngọc trai nhân tạo ở giữa nó sẽ nổi bật hơn khi mà ở xung quanh nó có những cái viên đá pha lê Swarovski nó lấp la lấp lánh luôn, mà như Khanh nói đó, đã giống như chiếc bóng đèn vậy đó, nó sẽ là thu hút ánh sáng vào nè, nó cũng thu hút sự tập trung của người đối diện nữa, để từ đó thì mình sẽ thêm tự tin và nổi bật hơn, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta có trang phục ở bên ngoài phù hợp rồi đó quý vị, nhưng mình không có một bộ trang sức khiến cho mình tự tin hơn, thì đôi khi nó chưa có hoàn thiện tổng thể của mình. Do đó thì có rất nhiều các chị em phụ nữ của chúng ta đó nha, bao giờ cũng đầu tư một khoản chi phí dành cho việc là chúng ta sẽ mua sắm những bộ trang sức để mình có thể là phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau, từ việc là chúng ta mặc đi gặp gỡ khách hàng nè, đi dự tiệc nè, hay là với áo dài nữa Khanh nè, thì mình đều có thể là kết hợp ngay cùng với bộ nữ trang mạ vàng cao cấp của thương hiệu Xiaomi quý vị nha. Và bây giờ quý vị mua sắm đó thì chúng ta có còn lo lắng về mức giá nữa hay không? Nếu như quý vị biết được rằng là một lần nữa mình mua sắm trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay, đồng bộ nè, từ dây chuyền đến cả mặt dây chuyền nha, rồi cả đôi hoa tai nè, thêm cả phần nhẫn nữa, nhìn vào rất là sang trọng như thế này luôn, nhưng mức giá chỉ là 799.000 đồng mà thôi quý vị ơi. Phải nói là cực kỳ bất ngờ ha Khanh ha. Chưa kể là mình sẽ còn có thêm quà tặng nữa, không biết là Thanh thích quà tặng này hay không nha, nhưng mà riêng Trinh đó là cực kỳ thích quà tặng này luôn đó. Bởi vì quà tặng này khi mà chúng ta đeo vào cái phần cổ tay của mình đó các chị em ơi, khi mà chúng ta mặc những chiếc áo đầm trẻ trung nè, mình đi chơi nè, mình đi biển nè, nó rất là xinh xắn và nổi bật luôn. Và lắc tay của chúng ta, lắc tay mạ bạc cao cấp các chị em nha, được điểm kết thêm những cái viên đá pha lê đỏ như thế này nữa, nó rất là nổi bật luôn đó các vị. Nhìn xem pha lê của chúng ta nè, đó nó sáng lấp lánh như thế này luôn, chưa kể là thêm một cái chiếc khoen màu hình chiếc lá đây nữa, nó rất là đáng yêu như vậy luôn. Nên nhiều khi là các mẹ có thể là mua bộ nữ trang Xiaomi cho mình, nhưng mà riêng quà tặng này dành riêng cho con gái của mình luôn đó Khanh ơi. Chính xác rồi Trinh ơi. Và chiếc lắc tay như thế này á, thì Kiều Khanh thấy là hiện nay là cái xu hướng này nó khá là thịnh hành, đúng không? Thay vì với lại những cái chiếc lắc mà nó khá mảnh dẻ so với hồi trước, thì bây giờ là những chiếc lắc tay như thế này nè, Kiều Khanh thấy là được rất là nhiều những cái bạn nữ trẻ trung ưa chuộng. Và ngày hôm nay thì chúng ta không cần phải mua thêm quý vị nha. Mua sản phẩm chính là bộ trang sức mạ vàng cao cấp từ thương hiệu Xiaomi, và sau đó thì chúng ta sẽ nhận tặng luôn chiếc vòng tay này để mình có thể là thay đổi. Hoặc là ví dụ như là mẹ mua bộ trang sức như thế này, nhưng mà con gái thì cũng có thể là hưởng cái quà tặng đó. Cả hai người đều có niềm vui khi mà mua sắm như vậy quý vị nha. Cũng như là việc là chúng ta có thể hoàn thiện được phong cách thời trang của mình mỗi ngày với một món trang sức cao cấp như vậy đến từ thương hiệu Xiaomi. Và quý vị thân mến, thực ra thì mỗi người sẽ có một cái khoản chi dùng riêng dành cho những cái món trang sức như vậy. Tuy nhiên là không phải ai cũng có điều kiện là bỏ ra vài ba triệu đồng chỉ cho một cái bộ trang sức mà chỉ dùng cho một vài thời điểm nào đó mà thôi Trinh ha. Khi mà chúng ta mua cả một bộ trang sức á, mà toàn bộ 100% nó đều làm từ chất liệu là vàng nguyên chất nè, rồi ngọc trai thiên nhiên nè nha, xong rồi các loại đá khác nhau, thật là nhiều đá luôn, thì thực ra là vẫn có người thích. Nhưng mà không phải ai cũng có thể là chi cái khoản chi phí như vậy, bởi vì họ còn sẽ có rất là nhiều cái khoản chi phí khác nữa. Chi phí dành cho con cái nè, chi phí học tập cho từng đứa nhỏ ở trong nhà nè nha. Xong rồi còn tiền ăn hàng tháng nữa chi, đúng không? Có rất là nhiều những cái khoản chi phí như vậy. Mà nếu như mà mình chỉ dồn một cái cục chi phí rất là lớn chỉ cho bản thân mình thôi thì nhiều khi vẫn có thể làm được á. Nhưng mà làm xong rồi cảm thấy áy náy cũng bức rứt. Mà với lại tính của các chị em phụ nữ là thực ra là đợt này thì mình thích cái bộ trang sức này lắm,
nhưng mà có thể là vài tháng nữa lại được Kiều Khanh lẫn Trinh chẳng hạn giới thiệu thêm cho một cái mẫu mã nào đó mới của thương hiệu Xiaomi và mình mong muốn mình tiếp tục sở hữu, thì nếu như mà một lần mua quá nhiều thì cũng không phải là cách hay, phải không ạ? Do đó thương hiệu Xiaomi đem đến cho quý vị sự lựa chọn mua sắm cùng với mức chi phí không hề quá cao nhưng cũng không quá thấp, để chúng ta vẫn có thể là yên tâm mình sở hữu được sản phẩm chất lượng, nó vẫn lâu bền và đồng hành cùng mình đi qua rất là nhiều những cái dịp khác nhau nè, phối hợp được cùng với rất là nhiều bộ trang phục khác nhau và chúng ta vẫn cảm thấy hãnh diện khi mà khoác lên mình những cái bộ trang sức như thế này quý vị nha. Tuy nhiên là vài ba tháng sau mình lại có thể là tiếp tục tái đầu tư cho một bộ trang sức khác nữa, cũng không cảm thấy quá sót tiền đâu. Đúng rồi, và do đó thì với những chia sẻ vừa rồi của Khanh, với những gợi ý của Khanh cũng là những gì mà Trinh cũng đã từng cảm nhận. Và Trinh nghĩ rằng là cũng có nhiều chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình này, chúng ta vẫn cảm nhận được rằng là phải yêu thương bản thân của mình, phải quan tâm bản thân của mình, nhưng đồng thời là chúng ta cũng muốn chia sẻ tình cảm đó cho những người thân của mình nữa. Thì chúng tôi hy vọng rằng là với gợi ý ngày hôm nay, với mức giá chỉ là 799.000 đồng, với một bộ nữ trang mạ vàng cao cấp như thế này sẽ là một giải pháp giúp cho mọi chị em phụ nữ của chúng ta thêm tự tin hơn trong hoàn cảnh mỗi ngày mà chúng ta xuất hiện các chị em nha. Và nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ, bởi vì quý vị ơi, bởi vì là có thêm quà tặng là lắc tay mạ bạc nữa, nhưng mà số lượng không có nhiều đâu nha. Đặt hàng cùng với VTV Hyundai Home Shopping để được giao về tận nhà cho mình, miễn phí giao hàng trên cả nước cho tất cả quý vị. Bộ trang sức mạ vàng cao cấp từ thương hiệu Xiaomi đem đến nét quyến rũ, gợi cảm và sang trọng dành cho các chị em phụ nữ khi mà chúng ta tham dự vào rất là nhiều những cái dịp khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể là đeo một sợi dây chuyền thôi nằm trong bộ trang sức từ thương hiệu Xiaomi để tham dự vào những cuộc họp quan trọng ở công ty của mình, hoặc cũng có thể là diện cả bộ trang sức bao gồm là dây chuyền nè, đôi hoa tai và cả nhẫn nữa quý vị nha. Và với sự đồng bộ như vậy thì cũng thể hiện sự chỉnh chu của các chị em phụ nữ trong việc là lựa chọn trang sức để kết hợp cùng với lại những cái bộ trang phục mặc khác nhau, dễ dàng tôn nên nét đẹp nè ở phần cổ nè, cũng như là đôi tai hay là thậm chí là ở trên những ngón tay của các chị em phụ nữ luôn, với sự kết hợp giữa ba yếu tố đó chính là chất liệu mạ vàng cao cấp, viên ngọc trai nhân tạo và cả những viên đá Swarovski lấp lánh nữa quý vị nha. Và ngày hôm nay chúng ta đang có cơ hội mua sắm rất là ưu đãi luôn, chỉ 799.000 đồng mà thôi, chưa đến 800.000 đồng, một lần đầu tư cũng rất là đáng tiền các chị em nha, để chúng ta có được một cái bộ trang sức chất lượng đến từ thương hiệu nổi tiếng là thương hiệu Xiaomi. Tuy nhiên là chúng ta cũng không cần phải quá băn khoăn, bởi vì chúng ta chi dùng quá nhiều chỉ cho một lần mua sắm. Và không cần phải chi dùng quá nhiều cho một lần mua sắm như vậy mà chúng ta có ngay cả một bộ nữ trang giúp cho mình là tự tin xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh. Chưa kể là có thêm quà tặng là một chiếc lắc tay mạ bạc thời trang với những viên đá pha lê màu đỏ nổi bật và được mạ bạc cùng với lại những miếng bạc ở bên ngoài nữa. Nên quý vị thấy không, quà tặng của chúng ta cũng rất là xinh xắn luôn. Nên là quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng ngay nha. Vừa mua sắm tiết kiệm chi phí mà có ngay một bộ nữ trang chất lượng để chúng ta an tâm sử dụng mà làm đẹp ngay cho bản thân của mình trong cuộc sống hàng ngày. Bộ nữ trang từ thương hiệu Xiaomi với chất liệu mạ vàng cao cấp kết hợp cùng ngọc trai nhân tạo và đá pha lê Swarovski lấp lánh và sáng bừng ở từng góc nhìn. Và bên cạnh đó thì khi chúng ta mua sắm bộ nữ trang mạ vàng cao cấp của thương hiệu Xiaomi, đây là bộ sản phẩm được nhập khẩu từ Hồng Kông, Trung Quốc và mức giá trọn bộ chỉ là 799.000 đồng quý vị nha. Nhận tặng ngay một chiếc lắc tay mạ bạc thời trang và rất là trẻ trung nữa. Đây thực sự là một món quà ý nghĩa và giá trị mà chúng ta dành tặng cho những người phụ nữ mà mình yêu thương. Bộ nữ trang mạ vàng cao cấp từ thương hiệu Xiaomi thể hiện vẻ đẹp giản đơn, dịu dàng, đầm thắm của người phụ nữ Á Đông. Bên cạnh đó còn có thể tôn lên nét sang trọng quý phái cho người sở hữu, ấn tượng hơn, độc đáo hơn với thiết kế xoắn ốc riêng biệt. Và với bộ nữ trang của chúng ta thì chọn một bộ sẽ bao gồm là một dây chuyền, một mặt dây chuyền, một đôi bông tai và cả một chiếc nhẫn đồng bộ với nhau các chị em nha. Được đúc nguyên khối luôn và từ đó tăng tính thẩm mỹ và có độ bền cao trong suốt thời gian chúng ta sử dụng. Đường kính của vòng nhẫn là 16,5mm và dây chuyền được thiết kế hiện đại, tinh xảo với chiều dài là 40cm, có thể gia giảm độ dài thêm 5cm nữa. Mặt dây chuyền, bông tai và nhẫn đều được đính ngọc trai nhân tạo và kết hợp cùng những viên đá pha lê Swarovski sáng lấp lánh ở mọi góc nhìn luôn. Đây thực sự là một bộ nữ trang mà chúng ta nên sở hữu các chị em ạ. Tặng ngay một chiếc lắc tay mạ bạc thời trang nữa chứ, gồm nhiều hạt pha lê đỏ và chất liệu mạ bạc kết hợp với nhau, phụ kiện ấn tượng giúp gia tăng nét đẹp cho trang phục thời trang trẻ trung và bắt kịp xu hướng đang thịnh hành. Thưa quý vị, và cảm ơn quý vị đến thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình mua sắm ngày hôm nay. Có thể là đối với Trinh và Khanh thì Khanh ơi, mình có rất là nhiều những sản phẩm là được chia sẻ cùng với các chị em phụ nữ nhà mình, từ những bộ mỹ phẩm trang điểm ha, rồi bên cạnh là những bộ trang phục quần áo ở nhà nữa, chưa kể là những cái bộ sản phẩm nhà bếp là để chúng ta nấu ăn ngon hơn, rồi chăm sóc cho việc nhà của mình, rồi những bộ sản phẩm dành cho ông xã của mình, các con của mình nữa. Thế nhưng làm gì thì làm, chúng ta phải quan tâm và yêu thương bản thân của mình, đúng không ạ? Mình sẽ tiết kiệm nhiều khoản chi phí, nhưng mình hãy dành một khoản chi phí vừa phải và
để chúng ta có thể là mua sắm ngay những bộ nữ trang để làm chi ạ? Bên cạnh trang phục mà chúng ta mặc hàng ngày thì những bộ trang sức cũng giúp cho mình là đẹp hơn, tự tin hơn trong nhiều hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện, khi mình đi dự tiệc nè, rồi khi mà chúng ta đi làm, đi gặp gỡ đối tác, đi học hành, rồi chúng ta có thể là có nhiều hoàn cảnh khác nhau nữa. Do đó thì ngay thời điểm này chúng tôi vẫn đang mong muốn là quý vị hãy xem theo dõi chương trình và hãy quyết định khi chúng ta có nên sở hữu không là bộ nữ trang mạ vàng cao cấp đến từ thương hiệu Showme, cùng với thiết kế tinh xảo, những viên ngọc trai nhân tạo kết hợp cùng với là những viên đá pha lê Swarovski, nó sáng lấp lánh xung quanh viên ngọc trai nhân tạo của chúng ta luôn, ở mọi góc nhìn khác nhau. Từ đó thì tiêu thiết kế Khanh ơi, Trinh thấy là nhìn qua nó đơn giản, nhưng mà đơn giản thì sẽ không lỗi mốt, mà đơn giản thì lại còn dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau nữa Khanh ha. Nhưng mà đơn giản chứ không hề đơn điệu ha Trinh. Đúng ha rồi, bởi vì cái thiết luôn. Kế xoắn ốc á, và trên cái từng cái đường xoắn ốc như vậy á, trên từng chi tiết á, thì nó sẽ điểm thêm những cái hạt đá pha lê Swarovski lấp đó, lánh nữa nè, và từng rồi. Cái viên đá Swarovski á, nó rất là nổi tiếng về cái khả năng bắt sáng rất là ấn tượng của nó nè Trinh ạ. Bên cạnh đó nữa là nó cũng rất là bền Trinh ha. Như vậy thì sẽ khác biệt hoàn toàn so với việc là nhiều khi chúng ta có thể là đi ra chợ nè, hay là mình đến một cái trung tâm mua sắm nào đó và mình mua đại những cái món trang sức, ví dụ như là chỉ có 100-200 ngàn mà thôi. Tuy nhiên là thường thì tiền nào của nấy phải không ạ? Chúng ta mua những cái món trang sức với cái mức giá nó khá là rẻ như vậy thì nó chỉ sử dụng được khoảng vài ba lần thôi. Nhiều khi là chỉ mới đeo có một lần thôi à Trinh ạ. Nó đã xỉn màu rồi, nó đã đen lại rồi. Đúng thì rồi. Tức là chúng ta không có sử dụng nữa, mà chỉ cần khoảng 3-4 lần như vậy thôi là quý vị đã sử dụng hết cái khoản chi phí dành cho cả một trọn một bộ trang sức đến luôn. Từ thương hiệu Showme rồi, nhưng mà lại không hề chất lượng bằng và không hề bền bỉ bằng phải không ạ? Do đó khi mà chúng ta mua sắm đó thì mình cũng nên cân nhắc cái chi phí nào là vừa phải và cái chi phí nào nó quá cao, hay là chi phí nào mặc dù là thấp nhưng mà mình phải mua nhiều lần thì nó cũng thành tốn tiền, thì mình đúng nên rồi. Bớt cái khoản chi phí đó lại quý vị nha. Do đó là Kiều Khanh nghĩ rằng cái khoản chi phí là 799.000 đồng cho trọn một bộ trang sức đến từ thương hiệu Showme được nhập khẩu từ Hồng Kông, Trung Quốc như thế này thì nó sẽ khá là xứng đáng với các chị em phụ nữ, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khoản chi khác nhau ở trong gia đình. Chúng tôi hiểu điều đó bởi vì chúng tôi cũng là phụ nữ mà. Tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể là cân nhắc về việc bỏ ra là khoảng dưới 800.000 đồng để chi trả cho mình một bộ trang sức để có thể là sử dụng được trong rất là nhiều dịp khác nhau. Ví dụ như là Kiều Khanh sẽ có một cuộc gặp gỡ quan trọng với khách hàng, với đối tác chẳng hạn, thì có thể là lựa chọn một cái chiếc đầm như thế này, bởi vì cũng không có muốn phô trương quá, cũng không muốn hở hang quá luôn, mà cũng không có muốn nó lại quá đơn điệu hả Trinh hả? Đúng thì rồi, một à. Chiếc váy như thế này nó khá là phù hợp, nhưng mà chiếc váy này nó sẽ quá là đơn giản đi nếu như mà không có thêm bất kỳ một món phụ kiện nào hết. Do đó Kiều Khanh có thể là lựa chọn ngay bộ trang sức từ thương hiệu Showme quý vị nha. Khi mà mình đưa tay ra để bắt tay đối tác đó. Như thế này thì có thể là những cái ngón tay đã được tôn lên bởi vì chiếc nhẫn đến từ bộ trang sức Showme luôn quý vị nha. Và bên cạnh đó thì cái phần cổ áo đó, cổ tròn như thế này thì nó cũng khá là đơn giản quá, do đó cũng có thể là kết hợp luôn cùng với lại mặt dây chuyền nè, và cả sợi dây chuyền mạ vàng cao cấp như thế này đến từ thương hiệu Showme. Và cũng không quên luôn, đó chính là không thể nào bỏ qua cho cái không phần cổ được. Của mình nè, rồi bông hoa tai của mình nữa, và chúng ta có thể là sử dụng luôn hoa tai nằm trong bộ trang sức này quý vị nha. Đó quý vị thấy đó, chưa đến 800.000 đồng phải không ạ? Nhưng mà sở hữu được chất liệu cao cấp nè, bền bỉ nè, và trọn một bộ sản phẩm không thiếu món nào hết phải không ạ? Có hoa tai, muốn dây chuyền có dây chuyền, và muốn nhẫn thì có cả nhẫn luôn quý vị nha. Đó chính xác là quý vị thấy bây giờ là Khanh đã hoàn thiện luôn, đó chính là bộ sản phẩm của mình, với chính là bộ trang phục của Khanh, là Khanh đã có cả là một bộ nữ trang như vậy luôn. Hoặc là chúng ta có thể là thay một chiếc áo sơ mi nè, mình vẫn có thể là mang được với lại bộ nữ trang này quý vị nha. Chưa kể là áo dài, phải là một bộ nữ áo dài thiệt là đẹp luôn. Khi mà chúng ta sẽ có là áo dài nhung nè, và kết hợp thêm đó chính là những viên đá pha lê Swarovski và những viên ngọc trai nhân tạo như thế này nữa. Và thích nhất nha quý vị, nó đồng bộ cùng với nhau, nên khi là chúng ta mặc những chiếc áo hai dây hay chiếc đầm quay hở vai luôn nha quý vị, hở cổ luôn, khi mà chúng ta mặc đi dự tiệc nè, mình có thể là tự tin hơn rất là nhiều. Đó quý vị còn nhìn xem á, là khuôn mặt của Trinh rất là tròn như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta với cái phần tóc của mình lên và mình kết hợp thêm cả một đôi hoa tai như thế này nữa đó quý vị, thì mình sẽ vẫn cảm thấy là tự tin hơn vì khuôn mặt của mình nó trông nó sáng hơn đó Khanh ơi. Mình sẽ tự tin hơn khi mà chúng ta nè nhìn ngang hoặc là chúng ta nhìn thẳng luôn, và chúng ta tự tin giao tiếp với tất cả những người thân của mình, những người bạn của mình, những đối tác của mình quý vị nha. Và ngoài ra thì khi mà đúng như Khanh nói đó, chúng ta bắt tay người khác nè, hay là chúng ta cầm một cái ly nước, chúng ta cầm một cái túi xách của mình nữa, thì mình sẽ có ngay là cả một chiếc nhẫn như thế này luôn, nó làm sáng hơn cho đôi tay của mình. Và ngoài ra quý vị đừng quên nha, nếu như mà chúng ta có những cô con gái nè, hay là chúng ta có những người em chẳng hạn nữa mà thích những cái chiếc lắc tay mạ bạc trẻ trung xinh xinh đi, thì khi mà chúng ta mua sắm bộ sản phẩm ngày hôm nay, nó sẽ còn tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn cho các chị em phụ nữ nhà mình.
là bởi vì mình sẽ có luôn quà tặng đi kèm, bên cạnh là bộ trang sức ngọc trai nhân tạo cao cấp kết hợp cùng với là những viên đá pha lê Swarovski và được mạ vàng của thương hiệu Xiaomi quý vị nha. Và Khánh có biết không, khi mà Trinh đang đeo trên tay của mình luôn á, đó chính là chiếc lắc tay mạ bạc như thế này nè. Trinh thấy là tay của mình á, nó duyên dáng hơn hẳn nha Khánh ha. Và trông nó nữ tính hơn, và cái cổ tay của mình nó cong, nó mềm mại hơn. Cái cảm giác của Trinh là như vậy luôn. Mà đó, Khánh nhìn đi quý vị, nhìn đi, nó có một cái phần khoen bạc ở đây nha quý vị, được mạ bạc rất là đẹp mắt nha. Rồi chưa kể là những cái viên đá pha lê màu đỏ như thế này nè, nó nổi bật lắm luôn á, nó còn sáng lấp la, lấp lánh như vậy nữa. Kết hợp cùng với lại những thiết kế mạ bạc như thế này đây, nó xen kẽ cùng với nhau, nên khi mà chúng ta xoay cái phần tay của mình nè, mình sẽ cảm thấy rất là đẹp nha quý vị nha. Chưa kể là bộ sản phẩm chính của chúng ta nữa đó các chị em ạ. Tuy nhiên quà tặng này có số lượng là cực kỳ ít luôn đó quý vị, chứ không có nhiều đâu, nên là chúng ta phải nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ thì mình mới có ngay là sản phẩm quà tặng đi kèm luôn đó nha. Và nhanh tay lên quý vị nha, bởi vì thời lượng của chương trình thì đang trôi qua rất là nhanh. Đúng rồi. Và số lượng quà tặng ở trong kho của chúng tôi như Trinh đã chia sẻ đó, không hề có nhiều quý vị nha. Do đó phải nhanh tay nắm bắt cơ hội này thì mới được quý vị ạ. Nhanh tay gọi đến số tổng đài đang hiển thị trên màn hình quý vị nhé. Chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà cho quý vị tại 63 tỉnh thành. Thưa quý vị, giao hàng đến tận nhà cho quý vị 63 tỉnh thành trên cả nước và miễn phí giao hàng khi mà chúng ta sở hữu ngay bộ nữ trang của thương hiệu Xiaomi với thiết kế là mạ vàng cao cấp luôn nè, kết hợp cùng với những viên ngọc trai nhân tạo và những viên đá pha lê Swarovski lấp lánh ở xung quanh nữa, giúp cho sản phẩm sẽ luôn luôn nổi bật, lấp lánh và sáng bừng ở từng góc nhìn khác nhau. Bộ nữ trang mạ vàng đến từ thương hiệu Xiaomi được nhập khẩu từ Hồng Kông, Trung Quốc và trọn bộ chỉ với mức giá ưu đãi là 799.000 đồng các chị em nha. Tặng ngay một lắc tay mạ bạc, đây chính là món quà ý nghĩa và giá trị dành cho người phụ nữ thân yêu. Và với bộ nữ trang mạ vàng của thương hiệu Xiaomi có thể hiện được vẻ đẹp giản đơn, dịu dàng, đầm thắm và của người phụ nữ Á Đông của chúng ta nữa. Thiết kế đơn giản nhưng không lỗi mốt các chị em nha. Từ đó mang đến phong cách sang trọng, quý phái cho người sở hữu hơn, giúp chúng ta là ấn tượng hơn, độc đáo hơn với thiết kế xoắn ốc riêng biệt. Và bên cạnh đó thì quà tặng của chúng ta, quý vị hãy cùng nhìn xem một lần nữa nha. Tuy nhiên số lượng không có nhiều đâu ạ. Tặng cho quý vị lắc tay mạ bạc thời trang bao gồm nhiều hạt pha lê đỏ nè, kết hợp cùng với lại việc mạ bạc cùng với nhau nữa, phụ kiện ấn tượng giúp gia tăng nét đẹp cho trang phục luôn. Và đây là một phụ kiện rất là thời trang và trẻ trung, bắt kịp xu hướng đang thịnh hành hiện nay. Tuy nhiên quà tặng với số lượng rất có hạn nên chúng ta hãy nhanh chóng lên các chị em ạ. Thời gian còn lại của chương trình này chỉ còn tính bằng vài phút nữa mà thôi các chị em nha. Và ngay cả các quý ông đang phân vân xem là trong những cái ngày kỷ niệm sắp tới của vợ chồng mình đó, thì mình vẫn chưa biết tặng gì cho bà xã của mình, thì cũng có thể là lựa chọn bộ trang sức từ thương hiệu Xiaomi như một gợi ý đến từ Kiều Khanh lẫn Tú Trinh. Những chị em rất là yêu thích những cái món trang sức mà nó làm từ chất liệu cao cấp quý vị ạ, và còn kết hợp với những viên ngọc trai nữa. Ngọc trai tuy khá là đơn giản, tuy nhiên lại có thể là tôn lên cái nét đẹp dịu dàng đầm thắm của các chị em rất là tốt. Và với bộ trang sức đến từ thương hiệu Xiaomi thì nó còn có sự kết hợp với thiết kế là xoắn ốc ở trên nạm đính những cái viên đá pha lê Swarovski rất là lấp lánh và chất liệu mạ vàng cao cấp, để chúng ta có thể là yên tâm sử dụng bộ trang sức này lâu dài, vài tháng có thể là lên đến một năm nhưng không hề bị xuống màu, chỉ với mức chi phí cho một lần mua sắm là 799.000 đồng. Và bên cạnh đó thì mình sẽ còn được nhận tặng thêm sản phẩm quà tặng, đó chính là thêm một chiếc lắc tay mạ bạc thời trang nữa với thiết kế rất là trẻ trung luôn và bắt kịp xu hướng thời trang đang thịnh hành hiện nay về trang sức các chị em nha. Và tuy nhiên số lượng quà tặng của chúng ta rất là có hạn, cũng như là chỉ áp dụng trong chương trình mà chúng ta đang theo dõi mà thôi. Cho nên là ngay bây giờ phái đẹp ạ, hãy yêu thương bản thân của mình, hãy quan tâm chăm sóc nhiều hơn, hãy dành tặng cho nhau những bộ nữ trang thật đẹp mắt như thế này đến từ thương hiệu Xiaomi, để chúng ta luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện các chị em nha. Chúc cho các chị em phụ nữ nhà mình sẽ luôn luôn tự tin, xinh đẹp và quyến rũ nổi bật mỗi ngày cùng với bộ nữ trang của thương hiệu Xiaomi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị, và đừng quên là hãy tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo của VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.